Xứ Mỹ Ngân xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay ngày 1 tây tháng 5, con có xin giới thiệu đến cô chú các anh chị hai cây xứ kỳ duyên của con nha. Cây xứ kỳ duyên ghiên nha cô chú cùng các anh chị. Cây này là cây số 1 nha, cây này là dáng bao đẹp luôn nha cô chú cùng các anh chị. Cái tàn nữa ha, cái tàn của cây nữa ha. Dạ, đây là bộ củ nha. Củ quái rất là đẹp luôn nha cô chú cùng các anh chị. Củ quái rất là đẹp luôn nha. Cây này đang nằm trong chậu 50 nha cô chú cùng các anh chị. Chậu 50 nha. Cây rất là dáng rất là đẹp luôn. Cây này không thẹo dít gì hết trơn nha. Cây nguyên nha cô chú cùng các anh chị. Cây rất là đẹp luôn. Cây dáng hơi nghiêng nghiêng ngã ngã nha. Và cái củ của nó đương lại với nhau rất là đẹp luôn. Cây số 1 này con xin bán với giá là 500k nha. Cô chú anh chị là thích cây này thì liên hệ, xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668 nha. Dạ đây là cây số 1. Thì mình xem cây số 2 nha. Cây số 2 là bộ tán nè. Đang nụ nha, cây đang cho nụ nha cô chú cùng các anh chị. À, cây số 1 đây. Một cốt tàn dù nha cô chú cùng các anh chị. Một cốt nha. Một cốt phân chi lên tàn rất là đẹp ha. Một cốt tàn tròn đẹp. Cây này con bán với giá là 350.000 nha. 350k nha. Cô chú nào yêu thích cây số 2 thì xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668 nha. Cái cốt rất là bự luôn nha cô chú cùng các chị. Cốt này là cốt 20 luôn nha. Vành tay của con á. Cốt 20. Bộ củ này chắc cũng tầm 4 mấy á. 4 mấy 50. Rồi cô chú anh chị nào thích hai cây này xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668 nha. Cây này hoành củ của nó là 55 nha, chiều cao của nó là 80 nha cô chú cùng các anh chị. Cây số 1 nha, hoành củ là 55, chiều cao là 80 nha. Tán ngang của nó là 66. Tán ngang của cây này là 66. Cô chú anh chị nào thích hai cây kỳ duyên này xin liên hệ với con nha. Con xin chào tạm biệt cô chú và các anh chị nha.